Đừng nói gì cả. Chụp lại cho nha. No. No. Phải chụp lại. Phải chụp lại. Phải chụp lại. Rồi. Không có đăng, chưa đăng tấm nào đúng không? Chưa. Tại vì xấu quá. Hôm nay xấu. Hôm nay nhìn xấu quá hôm nay. Đứa nào mặt cũng kiểu nào nào lại em đây. Cho camera đẹp. Ừ thế chứ. Các bạn ơi, các bạn hãy bình chọn cho 15 em bé trong team của Subin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường tại ứng dụng YOLO để giành một chiếc vé may mắn duy nhất vào thẳng vòng bán kết trong chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2018 nhá.